Bây giờ chúng ta sẽ khởi động theo thầy nha. Đầu tiên là sẽ làm tắc cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đổi chiều 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7 vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đổi 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7 thôi, rửa tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đổi chiều 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thôi, khỏe không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đổi chiều 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thôi, xoay gối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đổi 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thôi, gặp duỗi gối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thôi, ép dọc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đổi 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thôi, ép ngang chân trái trước cho các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đổi 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thôi. Và chúng ta sẽ thực hiện bài tập căng cơ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thôi. Ép lưng sang trái trước nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thôi, gập bụng, hai mũi tay chạm bằng chân, chạm mũi chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dần dần vòng tay, chung bước trên con đường. Corona,
đó chính là thầy và các em sẽ cùng nhau ôn lại chín động tác của bài Corona, sẽ kết hợp với nhạc qua đó để chúng ta củng cố lại động tác.